Thì cái bài trước thì mình có hướng dẫn cho mọi người cách cài đặt một cái code Wordpress, sau đó mình cài cái giao diện Sahifa. Thì đây thì nó sẽ ra như vậy. Thì để ra những cái trang web mà mình đã làm cho cá nhân và làm cho một số khách của mình như vậy, thì mình phải làm từng bước thì nó mới ra được như vậy. Thì đầu tiên cái bài này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách thêm một cái logo cho một cái trang web. Đây là cái logo này, logo mặc định của nó này. Đó, thì logo thì có hai kiểu logo. Đây là một cái kiểu logo này nó cũng khá là hay này. Mọi người thấy không? Đó thì giao diện máy tính này, điện thoại á. Còn đây là một hình thôi. Đó. Thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người hai cách để thêm logo. Thì đầu tiên thì mình sẽ vô cái tài khoản admin nhé. Mình đánh user mật khẩu vào. Đó. Thì để mình có thể thê xem được cái trang chủ, mình sẽ vô đây. Mình chọn xem trang. Bấm được thì sẽ song song mình sẽ tiện hơn. Thì để thay đổi cái logo banner thì ta chọn vô mục Sahifa thêm setting. Đó. Thì ở đây nó có cái phần cài đặt của cái theme, thì mình sẽ chọn vô có mục header setting. Đó. Thì đây đầu tiên mình sẽ chọn cái mục logo image này. Đây thì mình sẽ chọn cái giao diện nhỏ ở đây. Giờ mình bấm OK. Đó, thì nó sẽ thay thế cái logo vừa nãy. Còn mình thêm một cái logo bên này nữa thì mình sẽ vô cái mục add setting này. Sau đó có cái mục top banner mình sẽ bật lên, mình chọn image add, sau đó mình update cái logo còn lại lên, sau đó mình sell. Đó, vậy thì trong web nó đã ra cái kiểu logo này tách biệt ra rất là hay. Đây là cái logo của mình, đây là cái banner và cái slogan của mình rất là hay. Để cái là cái giao diện trên mobile đấy. Mình sẽ chia sẻ thêm một cách thứ hai để có thể thêm cái logo vô đây giống như những cái trang web này. Thì mình sẽ xóa đi hai cái logo này nhé. Thì mình vẫn vô cái mục header setting, mình sẽ chọn này. Cái logo này thì nó chọn logo OK sale này. Đó, mình thấy không, nó sẽ to này này, nhưng mà mình thấy cái viền với cái đồ nó chưa có đều đúng không vậy. Thì đây thì mình sẽ quay lại bên mình cài là xíu, mình chọn này full này, full logo và cho nó xem cho nó vô giữa luôn. OK. Đó, mình thấy không? Mình thấy rất là đẹp này, full cái giao diện mình luôn. Đây là cái cách thay đổi logo, thì tùy mọi người thích cái kiểu thay đổi logo banner như thế nào. Giờ mình xin kết thúc cái video tại đây.